Sáng nay, Ban chỉ đạo khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống Đền Trần năm 2024, chào mừng kỷ niệm 736 năm chiến thắng Bạch Đằng Giang lịch sử 1288-2024. Dự lễ khai mạc có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Đền Trần phường Quang Trung thành phố Hưng Yên được khởi dựng từ nửa đầu thế kỷ thứ 14 có tên chữ là Trần Đại Vương Tử, một trong những di tích tiêu biểu thuộc quần thể khu di tích Phố Hiến, được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2014. Di tích là nơi tôn thờ Đức Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương, nhà chính trị, nhà quân sự thiên tài của dân tộc. Hưng Đạo Đại Vương sinh ngày 10 tháng Chạp năm Mậu Tý 1228 tại Hương Tức Mặc, Phủ Thiên Trường, tỉnh Nam Định, nay thuộc thôn Bảo Lộc, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên lần thứ 2 1285 và lần thứ 3 1288, ông được Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, Hoàng đế Trần Nhân Tông phong tước quốc công tiết chế, thống lĩnh toàn quân đánh giặc, làm nên những chiến thắng lẫy lừng ở Bạch Đằng, Trương Dương, Hàm Tử, Tây Kết, đem lại nền thái bình, thịnh trị cho toàn dân tộc. Ông qua đời ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý 1300 tại Tư Dinh, Kiếp Bạc. Ngoài nơi sinh và nơi mất thì những nơi ông đóng quân, nhân dân các địa phương đều lập đền hương đăng, phụng thờ. Đền Trần còn là nơi tôn thờ các vị vương thất triều Trần. Lễ hội truyền thống Đền Trần diễn ra vào dịp mùng 10 tháng 3 và 20 tháng 8 âm lịch hàng năm với nhiều hoạt động như tế lễ, dâng hương và các trò chơi dân gian.